Chào các bạn đến với vòng 2 của giải Ngoại hạng Anh. Trận đấu tâm điểm của vòng này giữa đội Arsenal và đội Chelsea sẽ diễn ra vào ít phút nữa thôi, vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 22 tháng 8 trên sân vận động của Arsenal. Trận đấu mở màn của giải Ngoại hạng Anh lần này, Arsenal vừa để thua đối thủ tân binh Brentford. Ngay sau đó, họ phải dướng vào một thử thách cực lớn, đó là đội Chelsea đang thi đấu cực kỳ thăng hoa trong giai đoạn gần đây. Sau khi khởi đầu đầy tệ hại, đội bóng Arsenal cần phải thay đổi rất nhiều nếu họ không muốn tiếp tục kết quả đáng thất vọng. Sự bổ sung cầu thủ Ben White cho hàng phòng ngự vẫn chưa cho thấy sự hiệu quả của cầu thủ này. Trận đấu sắp tới gặp Chelsea thì các cầu thủ Arsenal sẽ trở về sân nhà của mình. Đây là lượt đấu thứ hai mà họ phải chạm trán với đội Chelsea trong tháng 8. Trong lần trước là đội Arsenal đã thua đội Chelsea trong một trận giao hữu với tỷ số 1-2. Chắc chắn rằng đội bóng này không muốn phải thua thêm một trận nữa. Còn về phía Chelsea, đội đương kim vô địch châu Âu vẫn đang thể hiện phong độ cực kỳ thăng hoa. Trận đấu đầu tiên của mùa giải họ đã thắng Crystal Palace với tỷ số đậm đà 3-0 một cách vô cùng dễ dàng. Chelsea vẫn cho thấy họ tiếp tục bay cao dưới thời huấn luyện viên Thomas Tuchel. De Ligt đã có một khởi đầu mùa giải đầy thuận lợi. Chelsea sẽ chào đón sự ra mắt của tân binh Lukaku ở trận đấu này, trong khi đó trụ cột N'Golo Kanté nhiều khả năng cũng sẽ trở lại đội hình xuất phát. Nhìn chung thì đội Chelsea đang chiếm mọi ưu thế trước trận đấu diễn ra. Rõ ràng trong trận đấu này Chelsea đang có một ưu thế cực lớn. Về kèo nhà cái thì đội Chelsea sẽ chấp đội chủ nhà Arsenal nửa trái một trái, trong khi đó thì kèo tài xỉu là 2.5. Đường link trực tiếp trận đấu mình sẽ để phần mô tả, các bạn bấm vào để xem. Chúc các bạn có một buổi tối xem bóng đá vui vẻ. Hãy ủng hộ kênh, nhấn đăng ký, like, subscribe cho kênh mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.